Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu, tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh công ty F88 tại đường Trần Phú, khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu và nơi ở của các nhân viên chi nhánh công ty này để củng cố hồ sơ điều tra, xử lý. Trước đó, ngày 25 tháng 8, căn cứ tài liệu thu thập được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người phát hiện ngày 22 tháng 8 tại chi nhánh công ty F88 nằm trên địa bàn khám 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu theo quy định tại khoản 1, điều 295 bộ luật hình sự. Được biết, Công an thành phố Bạc Liêu cũng có công văn về việc hỗ trợ xác định việc hoạt động của chi nhánh công ty tài chính F88 đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, qua đối chiếu với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Từ khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến nay thì chỉ có loại hình dịch vụ cần thiết, thiết yếu theo quy định mới được phép hoạt động. Chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bạc Liêu không thuộc đối tượng theo quy định để hoạt động. Theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Bạc Liêu, từ khi phát hiện ổ dịch tại chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 vào khuya 22 tháng 8, đến nay cơ quan chức năng đã xác định được gần 20 ca F0 trong chuỗi lây nhiễm. Theo nhận định, chuỗi lây nhiễm này có yếu tố dịch tễ phức tạp liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao